Con phải chọn cho mẹ ba món đồ chơi con thích nhất ở trong phòng chơi của con cho con mang đây. Thôi đói bà Quân đi. Vậy thì thôi, vậy lấy Among Us đổi đi. Mình không thích Among Us mà lấy làm gì. Bây giờ á, mình phải đổi cái này với xe hơi. Con chịu không? Vậy bây giờ nè, con có thể đổi cho mẹ khủng long này, mẹ cho con cái hộp này, con đồng ý không? Hả? Giờ đổi cái này con thích nhất cái iPad, con chịu không? Mà sao không đổi iPad? Con thích chơi iPad. Giờ đổi cái bút được không? Đổi cái này. Đổi cái này. Cái này của cái này của chú tặng luôn mà. Tặng con đổi ngược lại. Không có cái gì cũng muốn đổi hết thôi. Đổi Thôi đổi bao quân đi. Thôi đổi bao quân đi. Sao vậy? Trời ơi, bạn ngấn gì kỳ vậy? Ôi giỡn mà, khóc luôn nè. Má, biết rồi, bia. Mẹ biết rồi, mẹ biết con có cái món con thích. Búp bê LOL. Con có 2-3 con búp bê LOL giống nhau đó, con nhớ không? Mình đổi một con để lấy cái này. Vậy giờ này sao nè, chịu đổi búp bê LOL không? Bây giờ mình phải đổi cái quà này thành cái gì mà Hùng Tâm thích nhất trong... Nè, Hùng Tâm thích nhất trong đống đồ chơi của Hùng Tâm là gì? Among Us. Bây giờ con có thể đổi Among Us lấy hộp quà này không? Hộp quà có đồ chơi bên trong luôn á. Có nghĩa là con có một... Con thích nhất là xe. Má không biết trong này là gì. Con lấy xe cho người ta. Không. Má thấy là con thích con Among Us. Má đề nghị như vậy. Con thích xe hơn Among Us mà. Vậy thì thôi, vậy lấy Among Us đổi đi. Mình không thích Among Us mà lấy làm gì. Ok không? Con thích Among Us hơn. Con gấu này sao? Nó con đổi là con được quá trời đồ luôn á. Con đổi Among Us, lấy cái này không? Con thích Among Us. Con phải chọn cho mẹ ba món đồ chơi con thích nhất ở trong phòng chơi của con cho con mang đây. Bây giờ con đổi cái này với một con búp bê Elsa được không? À. Ok luôn á. Đâu con lấy ra đây. Con búp bê Elsa này. Thì con bây giờ con thích búp bê này đúng không? Thì bây giờ con có muốn đổi cái đấy với cái này không? Không. Con suy nghĩ đi. Không muốn bắt áo ra chờ thì cái này cùng con à. Quả. Wow. Khoan. Chưa được sử dụng đâu. Bây giờ á, mình phải đổi cái này với xe hơi. Con chịu không? Là bây giờ người ta sẽ giữ cái xe hơi của mình. Và mình sẽ giữ cái đồ trang điểm này, con đồng ý không? Nhưng mà con sẽ mất cái xe này đấy. Con bị mất cái xe này luôn á. Không hả? Bây giờ phải làm sao? Khoan. Không được. Không được, bây giờ mình phải cho người ta cái xe này. Đổi lại mình sẽ được cái hộp trang điểm này. Con đồng ý. Mình thích đồ chơi nào ở đây nhất? Thích đồ chơi. Không, từ từ, không phải. Nhưng mà cái này không phải của Bình. Không, đồ chơi thích nhất của Bình là bé tí. Phải bé tí không? Món đồ thích nhất của Bình là phải bé tí không? Hay là cái nào? Không, cái này là của ba mẹ. Bây giờ nè, khoan, con quên cái hộp này đi. Tất cả đồ chơi ở đây con thích nhất cái nào? Khóc lâu. Khủng long này đúng không? Vậy bây giờ nè, con có thể đổi cho mẹ khủng long này, mẹ cho con cái hộp này, con đồng ý không? Hả? Con bị hát luôn. Cái nào? Con bị hát. Cái hộp này là của ba với mẹ.
khủng long này là khủng long con thích nhất. Bây giờ con có thể đổi với mẹ không? Mẹ cho con nguyên cái hộp này, có quá trời đồ chơi luôn. Con đưa cho mẹ em này. Mình thì mình nghĩ là Bình sẽ không chịu đổi. Suy nghĩ kỹ nha, có chuyện nữa đó. Nghĩ kỹ nha, có chuyện nữa đó. Con chịu. Hả? Con chịu không? Vậy đưa đây cho mẹ. Chịu không? Ủa là sao? Vậy đưa đây cho mẹ. Chịu không? Ủa là sao?